Rồi, chào anh em nha, tiếp tục thanh lý nha anh em ơi. Mình nay mình thanh lý giá cuối năm luôn, full bụng máy X1R con tay số 1-3 lùi, máy rã bãi mình thấy rồi nha, bụng máy như hình, đầy đủ đồ, đúng máy, đúng bụng máy đã sẽ thái về nha, thích hợp cho anh em về úp vô ẹt nhỏ 1-3 lăm nha anh em, lên con tay đó. Bình thường bán cái bụng này trên 5,5 triệu, nay mình thanh lý xả hàng luôn 4,5 triệu thôi nha anh em. Anh em về cần xài alo mình, nếu anh em nào biết xài á, nếu mà anh em mua full bộ nồi với lại nắp nồi, bộ số là hôm nay nếu mà anh em xài là bao nhiêu tiền anh em biết rồi đó. Mình bây giờ mình thanh lý sale xả hàng cuối năm luôn, giá đầu nhanh 4,5 triệu nha anh em, 4,5 triệu. Anh em cần thì alo mình nha đó. Anh em nhìn màu sắc rất là đẹp nha, đúng máy zin X1R thái con tay đó, máy nó là không có đời nha anh em đó, máy zin nó là không có đời, lóc nó zin không có đời. Anh em về lấy, chỉ cần lấy bộ nồi và bộ số dên tạ là biết bao nhiêu tiền rồi, đúng chất máy thái vậy đó. Tại dên đẹp, anh em nhìn cái màu vàng khè luôn đó. Mình bán thì bao đồ zin, đúng đồ của X1R thái nha. Còn anh em mua về muốn lấy đồ làm đồ thì tùy anh em nha. Giá thì mình bán bao lỗ luôn anh em ơi, chỉ có 4,5 triệu thôi. 4,5 triệu là anh em có nguyên cái bộ máy X1R nha, về làm công chuyện này kia, lấy đồ ra thì bao lời luôn rồi đó. Anh em càng xài thì alo mình nha, đặc biệt là những anh em chơi ẹt nhỏ đang có ý định lên con tay số 1-3 lùi này kia, mua cái này về mình úp vô là bao đỉnh. Còn máy thì cái chất máy thái anh em biết rồi, rất là ok, không thể chơi chỗ nào được nha anh em.